Xin Xin chào chào các các bạn. bạn. Gia đình Trinh xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Gia đình Trinh có một mâm trái cây màu đỏ cả nhà ơi. Trái cây màu đỏ thì không phải lần đầu tiên Trinh và Stefan ăn ạ. Nhưng mà đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của hai loại dâu mới và Trinh xin được giới thiệu. Hôm nay mâm trái cây bao gồm có dưa hấu đỏ, hai loại dâu đặc biệt đó là Johannisbeer Gengot. Thì nó là loại này này cả nhà. Đó, nó là hay là còn được gọi là nho chuỗi ngọc. Loại thứ hai đó là Tashen Beer Gần, hay còn gọi là quả lý chua lông. Và cụ thể nó như thế nào và ăn nó mùi vị ra sao thì xin mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình Trinh nhé. Cụ thể nào với chị? Rượu. Xin mời cả nhà. Dưa hấu hôm nay rất là đỏ cả nhà. Đỏ và cái vỏ của nó rất là mỏng luôn. Thì mình sẽ thử xem nó có ngọt hay không nhé. Dạ gì? So close. What? She was. Was it? When I doesn't smell better. Stefan bảo là cái miếng dưa hấu to quá, ăn đã quá. Chị bảo là to thì ăn mới đã đúng không ạ? Mùa hè đến rồi ăn dưa hấu mát lắm cả nhà. Vỏ nó mỏng lét à? Vỏ mỏng lắm. Bình thường dưa hấu ở Đức thì thường nhập ở Nam Mỹ hoặc là châu Phi. Và quả dưa này rất là may là Trinh mua nó đực rất là ngọt và cùi của nó rất là mỏng luôn. Dưa hấu thì ở Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà ở Đức thì họ lại không trồng được dưa hấu bởi vì là dưa hấu là trái cây nhiệt đới. Nhưng mà người Đức thì rất thích ăn dưa hấu. Stefan bảo là quả dưa này rất là mọng nước luôn. Quả này rất là ngọt. Đi xa là ra đường. Nó mang vào do là văng vai rồi. Ở Việt Nam mình thì dưa hấu rẻ ha. Nhưng mà đặc biệt được cái là trái cây ở bên Đức á, thì đảm bảo không có lo bị thuốc. Rất là đảm bảo luôn đó cả nhà. Cho nên là ăn cũng rất là yên tâm. Sehr gut für den Sommer. Stefan vừa nói rằng là ăn dưa hấu thì rất là tốt cho mùa hè luôn. Bởi vì là mùa hè rất là nóng và oi bức mà. Cái loại trái cây thứ hai mà Trinh xin được review đó là một loại dâu. Người Đức thì họ gọi cái loại quả này đó là Stachelbeeren, là một loại dâu cả nhà. Cả nhà nhìn nó có giống một loại dâu không? Nhìn có lạ không? Ha, nhìn nó giống quả nho ha cả nhà. Đầu tiên Trinh nhìn á, Trinh tưởng nó là quả nho. Nhưng mà bên ngoài của nó thì nó có hơi lông như thế này. Nó có một chút lông. Đó. Nó mọng như thế này. Quả y như quả nho luôn nhưng mà dài hơn. Và nó có hơi lông ở bên ngoài. Và tiếng Việt Nam gọi là lý chua lông. Đó thì bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái quả này xem bên trong nó như thế nào nha cả nhà. Habt ihr die in Vietnam auch? Đánh cả này. Stefan hỏi là cái quả lý chua lông này thì ở Việt Nam mà có hay không? Nhưng mà Trinh ở Việt Nam thì Trinh chưa thấy cái quả này. Đây cái vỏ nó bóc ra này cả nhà. Bên trong này cả nhà ơi. Đó.
Bên trong thì để Trinh bóc giọng hơn, bóc được ra đây cả nhà. Trinh nghĩ là ăn được cả vỏ đấy Cái nhưng cơm mà sườn mình đấy xong. dạ ít vai và ít một cái sườn dài hơn. Theo anh bảo là cái vỏ này ăn được em ạ. Đấy, thì là cái vỏ. Cái vỏ này rất là chua luôn ạ. Da rau à. Xem. Và cái ruột bên trong này cả nhà. Cái nó như là quả nho ha. Đó. Hạt của nó này cả nhà này. Hạt bên trong thì lại hạt nhỏ nhỏ giống quả kiwi. Bây giờ Trinh sẽ thử ăn nhé. Nó Nó ngọt ngọt, chua chua, ngọt ngọt cả nhà. Mùi của nó là lạ. Quả lý chua lông. Lạ ha. Có khá nhiều quả lạ luôn á. Thì hôm nay Trinh sẽ ăn thử cái quả lạ này. Giáp tích juice bí sinh rau á. Trong cái xa là sao à? Hay là sao là sao? Only can this be kiwi Đó, rồi. cái gì Đấy, Trinh có nói với Stefan ấy là cái quả này nó khá mọng nước, cái ruột của nó thì ngọt nhưng cái vỏ của nó thì chua và cái hạt của nó thì nhìn như là hạt quả kiwi vậy, chua chua ngọt ngọt. Hơi có một chút lông, có quả, có lông, có quả không cả nhà. Có lịch Ja. lệ. Kannst du schöne Torte von machen? Oder Kuchen? Stefan bảo là cái quả này người ta có thể dùng để làm bánh luôn. Hat so einen eigenen Geschmack. Hat so einen eigenen Geschmack. Gì Schmeckt đó? nicht wie Kirsche oder Nè. Weintraube oder. Này ăn ở phía xin này. Thưa bạn nói là cái quả này nó có một cái vị rất là riêng luôn á. Đấy, cái quả này thì lại có hơi lông lông, chắc ở xa thì cả nhà không nhìn thấy. Lạ ha. Cái quả lạ này thì mình cũng xin cũng muốn thử ấy để ăn thử và chia sẻ cái cảm nhận của mình á. Chua chua rôn rốt cả nhà. Đây cái hột của nó đây cả nhà. Cái hột rất giống. Cái hột nó rất giống quả kiwi. Nó nhỏ nhỏ và nhiều hột. Nhưng mà mình ăn được cả vỏ và hột luôn. Khá ngon. Ngon lắm. Smith cũng. Cái loại dâu thứ hai mà Trinh muốn chia sẻ. Tại sao Trinh lại là gọi là dâu? Bởi vì người Đức gọi đây là dâu, gọi là Johannisbeeren Goat. Nó là một loại dâu đỏ. Johannisbeeren Goat. Thì chắc có lẽ là nó có một loại xanh nữa thì phải. Và Trinh thấy ở Việt Nam á, cái đợt mấy năm về trước ấy thì rộ lên là nho chuỗi ngọc. Rộ lên là cái nho này rất đắt luôn. Đôi khi đến 2 triệu một cân ở Việt Nam cách đây mấy năm. Thì Trinh không biết là với giá bây giờ thì nó như thế nào, nó đã thay đổi hay chưa. Nhưng mà Trinh nhớ không nhầm là cách đây mấy năm á là cái nho này được gọi là nho chuỗi ngọc ở Việt Nam và phải xách tay về ở Việt Nam á, rất là đắt hàng luôn. Và giá của nó là 2 triệu ở Việt Nam.
Còn bây giờ thì không biết như thế nào. Trinh xin mời cả nhà nhá. Người Đức gọi xếp ở đây là một loại dâu. Ai là giọt là bia gần. Bären, ja. Ja, Bären. Die gibt das auch in schwarz. Ich denke, hast du auch die grün? Nee, grün nicht. Es gibt nur schwarz und rot. Ja. Stefan nói rằng là loại nho chuỗi ngọc này còn có loại đen nữa. Deutschmarkt auch Torte so. Người Đức thì họ hay sử dụng cái quả này này để làm bánh. Und von den schwarzen kannst du Alkohol machen. Auch? Diese? Die aber in schwarz? Rot nicht. Keine Ahnung, ich kenne nur schwarz. Anh ấy nói rằng là cái loại nho chuỗi ngọc này người ta có thể làm cả, nhưng mà là loại nho chuỗi ngọc đen á, người ta làm cả rượu nữa. Anh uống rượu ga thần tha sau đi rồi. Dạ. Aber kann er nur ein bisschen sauer. Ja. aber die werden auch nicht süß. Die bleiben so. Ở trong vườn nhà Trinh cũng có cái quả này luôn, nhưng mà mọc không nhiều lắm. Và nó hơi chua. Nó chua chua rôn rốt. Nó cũng chua chua rôn rốt theo giống như thế này. Bisschen sauer. Die gleich wie das. Bisschen sauer, bisschen süß, aber verschiedenen Schmeck. Ja. Aber das ist mehr sauer. Aber ich denke mal gesünder. Mehr gesund als die anderen. Nee, beide ist gut. Chị nói với Stefan là cái loại nho chuỗi ngọc này này thì ăn nó cũng chua này, chua chua ngọt ngọt này, cũng mọng nước này, như là cái quả lý chua đông này. Nhưng mà nó chua hơn và vị của nó cũng khác. Geht aber nicht zu sauer. Ja. Bên trong của nó là cái gì này? Nó có hạt bên trong. Hôm nay là ăn hai quả lạ luôn. Nhìn dễ thương ha cả nhà ha. Hast du genau wie das nachher guckt? Ja, hübsch. Đây mình sẽ lấy cái chùm to hơn. Đây. Trinh đang liên tưởng là không biết nó có giống với quả trứng cá không ta? Quả trứng cá thì nó ngọt hơn và cái hạt nó nhỏ hơn đi đi. Hạt này thì to hơn nhiều và nó chua. Vừa đẹp lại vừa ngon. Nó chua như này thì thường là làm bánh và dê rau ở bên nuôi essen dê nuôi rồi essen. Cái sugar rồi. Nó. Marmelade. Thì mắc marmelade đó. Có mắm. Quả này thì nếu mà ăn không ạ thì nó khá chua. Cho nên nếu mà người ta làm mứt ạ thì sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Sợ là chụp này to quá. Thế nhưng mà không biết sao ở Việt Nam nó có giá 2 triệu ta. Đắt quá hả? Không biết bây giờ giá ở Việt Nam nó bao nhiêu tiền. Nó còn hot như mấy năm trước đây không? Cả nhà nếu mà ở Việt Nam á, cả nhà biết giá hiện tại của cái nho này, nho chuỗi ngọc này ở Việt Nam hiện tại là bao nhiêu thì cả nhà comment ở bên dưới nhá. Thì để cho Trinh biết nhá. Chứ bây giờ Trinh cũng không biết là cái giá ở Việt Nam là bao nhiêu. Không biết có đắt như mấy năm trước là vào mấy triệu một cái cân không? Mâm trái cây màu đỏ hôm nay rất là đẹp cả nhà ha. Rất là đẹp này. Cái quả lý chua lông này cũng rất là ngon luôn cả nhà. Nó hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, rất là đặc biệt luôn.
Nếu cả nhà nhìn thấy ở siêu thị thì có thể mua để thưởng thức nha. Nó khá đặc biệt đấy cả nhà và ăn cũng rất là ngon. Trinh và Stefan xin cảm ơn cả nhà đã cùng thưởng thức mâm trái cây màu đỏ với dưa hấu, nho chuỗi ngọc và quả lý chua lông. Mỗi một loại trái cây thì nó mang đến một cái trải nghiệm, một cái mùi vị rất là thú vị. Trinh xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà thấy thú vị, nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những cái thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tschüss, bis zum nächsten Mal. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.